Vài ngày trước khi nhà báo Phạm Đoan Trang được đưa ra xét xử phúc thẩm, Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà, đồng thời cho biết rằng họ sẽ vinh danh nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam tại lễ trao giải tự do báo chí vào tháng 11. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ, cho biết trong một tuyên bố hôm 16 tháng 8 rằng nhà chức trách Việt Nam không nên bác kháng cáo của nhà báo Phạm Đoan Trang về bản án 9 năm tù đã tuyên vào tháng 12 năm ngoái và hãy trả tự do cho bà mà không có các điều khoản hoặc điều kiện làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của một nhà báo. Ngoài ra, CPJ còn cho biết rằng bà Trang sẽ được vinh danh tại lễ trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế của tổ chức này tại thành phố New York của Mỹ vào ngày 17 tháng 11 để ghi nhận lòng dũng cảm của bà Trang trong việc đưa tin khi phải đối mặt với sự ngược đái. CPJ hôm 14 tháng 7 công bố rằng bà Trang được vinh dự trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2022, mà theo đó tổ chức này đưa ra ánh sáng sự xuống cấp trong môi trường tự do báo chí của Việt Nam, một trong năm quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới. Bà Trang bị Việt Nam kết án tù hồi cuối năm ngoái theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999, một điều luật mà giới hoạt động và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. CPJ thống kê rằng tính đến năm 2021, có 24 nhà báo bị giam giữ sau song sát ở Việt Nam, bao gồm cả bà Trang chỉ vì những gì họ viết ra.